Đó, trên cao tốc mà xuất hiện một chiếc xe Ford 16 chỗ bắt khách. Vừa nãy cúp thắng gấp trên đầu xe tôi. Đó, xe đang đậu ra chờ bắt khách này. Đó, xe này 29B này, 16597 này. Xe đó, xe bắt khách à. Bắt trên đường cao tốc rồi. Bo tay luôn, mẹ không có não. Xe Ford đó là bắt khách trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang bắt khách à. Mất an toàn giao thông cho những phương tiện khác. Không biết là công an giao thông ở đâu nữa. Trốn hết mẹ rồi. Mà cao tốc này Hà Nội Bắc Giang cho cả xe mô tô lên chạy, cho nên là tốc độ xe mô tô là lấn sang đường ô tô chạy rất là nguy hiểm. Bởi vậy tốc độ ở đây họ cho ô tô tải chạy 70 km/h. Trong khi đó song song với cái len trong cùng là của xe mô tô, nhưng mà chúng tôi không dám chạy, tôi chỉ chạy hơn 50-60 thôi, không dám chạy hơn nữa. Bởi vì xe mô tô ghê quá. Đó, lấn ra đường chở hàng công này chứ. Cứ vậy thôi, diễn. Không chịu nổi. Quá nguy hiểm. Đó, xe mô tô bắt đầu lấn ra. À, lấn ra là đó. Không xi nhan thì nhé, thì thích là lấn. À, mình thích mình lấn thôi. Đường mình thích mình đi thôi. Mà trong khi đó len mô tô là cho chạy có 50. Ở đây mà bắn tốc độ là hơi nhiều đấy nhỉ. Thích là mình lách ra thôi, không cần xi nhan. Đường cao tốc mà làm như là đường làng á. Bởi vì nó nhiều tai nạn nó xảy ra là đúng rồi đó. Rất sát như này, nguy hiểm. Đó, lấn ra là không cần phải biết nghĩ suy gì á. Đó, có người đi ngược chiều trên đường cao tốc loại không có não nữa. Bà mẹ nó thiệt. Đó, mình thích là mình ra thôi, mình cần thiết gì đâu. Thế lão đó, phía trước tôi đây là chú chào. Đó, xe mô tô là cứ tràn ra thế đi thôi, không quan tâm đến tính mạng của mình, không an toàn cho người khác. Nếu để phương tiện mô tô mà tham gia giao thông chung trên đường cao tốc với lại xe ô tô thế này thì tiềm ẩn tai nạn giao thông rất là cao, rất là nguy hiểm, khá nguy hiểm.